mẹ con cấn thịt thêu nhập kho vì liên quan đến vụ việc Đồng Tâm. Sáng ngày 23 tháng 6 năm 2020, lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành lệnh bắt, khám xét chỗ ở đối với ba mẹ con nhà Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư tại địa chỉ nhà riêng các đối tượng ở phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội và Yên Thủy, Hòa Bình. Sau khi vụ việc bắt giữ diễn ra, một số trang mạng trái chiều đã lên tiếng cho rằng mẹ con Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương bị bắt vì lên tiếng bảo vệ nhóm Đồng Thuận tại Đồng Tâm và chính quyền Việt Nam muốn dập tắt tiếng nói của những người này về sự việc Đồng Tâm. Vậy, sự thực chính xác là như thế nào? Mẹ con Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương đúng là những người đã lên tiếng, thậm chí lên tiếng rất thường xuyên liên tục về sự việc Đồng Tâm. Tuy nhiên, những ý kiến đó lại theo hướng bịa đặt, vu cáo, xuyên tạc về bản chất của sự việc nhằm tới mục đích chống phá nhà nước. Bên cạnh những đối tượng cốt cán trong nhóm Đồng Thuận, có lẽ đây là những kẻ hung hăng và tích cực nhất, liên tục cập nhật đăng tải những nội dung tuyên truyền xuyên tạc. Đặc biệt, từ sau vụ việc ngày 9 tháng 1 năm 2020 đến khi có kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, số đối tượng này càng hung hăng hơn nữa, tuyên truyền những nội dung xuyên tạc, bịa đặt, phê phán các cấp chính quyền, các đồng chí lãnh đạo, bôi nhọ lực lượng công an khi cho rằng lực lượng công an tấn công người dân trong đêm, ca ngợi cổ vũ cho hành động chống đối của số đối tượng manh động trong tổ Đồng Thuận hiện đã bị bắt giữ, đưa những thông tin xuyên tạc, bịa đặt về vụ việc gây nhiễu dư luận về cái chết của cháu bé 3 tháng tuổi do ngạt hơi cay của lực lượng chức năng, sự hả hê nghi ngờ về sự hy sinh của ba chiến sĩ công an trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chưa dừng lại ở đó, số đối tượng trên cùng một số đối tượng chống đối phản động Phạm Đoan Trang, Nguyễn Văn Hải, Điếu Cày, Bưu Nguyễn, Nguyễn Trường Sơn còn công khai thành lập cái gọi là nhóm hành động vì Đồng. Qua đó thu thập, soạn thảo, tán phát dưới dạng những bản báo cáo, tuyên bố gửi cơ quan nhân quyền quốc tế, đại sứ quán một số nước tại Việt Nam, tuyên truyền trên không gian mạng, qua đó đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc tình hình vụ việc diễn ra tại Đồng Tâm nhằm chống phá nhà nước. Lợi dụng vấn đề Đồng Tâm chỉ là một vụ việc cụ thể cho những hành vi vi phạm gần đây nhất của số đối tượng này. Ngoài Đồng Tâm, mẹ con nhà Cấn Thị Thêu còn lợi dụng nhiều vấn đề khác để tuyên truyền, xuyên tạc, bịa đặt. Mình chứng có thể thấy đó là số lượng rất lớn đĩa CD chứa nội dung chống phá mà lực lượng an ninh thu giữ và được sử dụng làm tài liệu, chứng cứ bắt khởi tố số đối tượng này. Nó cho thấy những kẻ chống phá như Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương đã điên cuồng và ảo tưởng về sức mạnh của mình như thế nào. Theo thông báo từ Bộ Công an, số đối tượng trên bị khởi tố bắt về các tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Tội làm, tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015. Với sự nghiêm minh của pháp luật, chắc chắn bản án cho những kẻ chống phá nhà nước như ba mẹ con Cấn Thị Thêu sẽ không hề nhẹ nhàng. Đây sẽ là bài học thích đáng cho những nhà dân chủ còn tiếp tục lộng ngôn, coi thường pháp luật.